Sướng quá. Sáng sớm dậy ha, ngồi kế bên con sông, nước chảy róc rách, chim hót líu lo, lá vàng rơi rụng. Trời ơi, kế bên là một người yêu, người yêu lý tưởng mới vừa gặp mặt. Vẫn còn mới ha. Đó, vừa pha phải uống nha. Đã lắm, cà phê á, là bây giờ á, là mình chơi cà phê còn nguyên hạt nha. Cà phê nguyên hạt nè, mình có cái máy xay cà phê nè. Đó, rồi mình có cái bình để nấu cà phê nè. Cái này nó giống như cái espresso vậy đó. À, thường thường mình thích, sau này uống thích espresso hơn là cà phê phin. Cà phê phin thì uống cũng ngon, nhưng mà nếu mà uống espresso thì lửa nó đủ, sức nóng nó đủ và nó đẩy cái hơi ra. Nó đẩy cái hơi ra, nó lấy hết cái tinh chất của cà phê ra, nó thơm và nó ngon vô cùng. Là nếu mà không có cái máy espresso thì mình có thể dùng cái này để thế cái máy espresso được. Cái bình này hay lắm, để một chút nữa quý vị nào chưa biết đó, chút nữa mình sẽ làm cho quý vị xem cái bình này rất là hay. Ok, rồi. Đầu tiên là mình xay cà phê nè. Cũng ra nè, cà phê mình chia vô đây. Cà phê nguyên hộp mình xay rang tại chỗ, uống nó mới ngon, mới thơm mới ngon. Để khoảng chừng 24 nè. Cà phê ra nè, ui trời đã quá. Thơm không? Quá trời thơm luôn. Ha. Ok, đây là cà phê. Đây. Phần ở trên á. Phần ở trên nó vậy nè. Nó là một cái phần để một lát nữa mà chứa cà phê đó. Cà phê nó sẽ khi mà hơi nóng nó đốt nó đùng lên thì nó bốc lên đây nè. Cà phê nó ra đây. Còn cái phần ở dưới á, cái phần ở dưới này nè. Đây, cái phần dưới này nè là mình để nước. Mình cho nước lạnh vào ha. Rồi. Đây là cà phê. Này là để cà phê này, giống như cái phin cà phê không? Giống như cái phin cà phê vậy thấy không? Cà phê mình xay xong mình cho vô đây. Mình không có cần phải xay trước hay mình mua cà phê xay sẵn nó không có ngon đúng không? Cà phê hạt đó, cà phê hạt mình đem về. Cái mình để như nè, mỗi lần uống cái mình đem ra mình xay nha. Này kêu bằng sống mà sống chậm đó. Không có fast food nữa. Đúng không? Đó. Nếu mình muốn ngon thì phải cho đầy lên nha. Mình để ở trong nước nè, mình để đây. Ok. Sau đó đến phần dưới. Ok. Rồi, hiện nay thì cái bình này ha, mình lắp nó lại rồi đó, thì cái phần dưới nó là nước sôi nè, cà phê nằm đây nè. Thì dưới nó giống như là cái bình áp suất vậy đó. Đã lắm. Khi mình đun nước sôi á thì khi nó sôi nó không có đường thoát ra thì nó sẽ theo cái đường ống nó lên đây. Nó đẩy cái hơi nước đó xuyên qua cà phê và nó sẽ lên cà phê lên đây. Nó giống như là cái espresso vậy, hình thức nó y như cái espresso vậy, không có khác gì hết trơn á. Ha. Mình mở ra lên nè. Đã chưa? Rất nhanh nha. Nước nó sôi lên là nó ép cà phê lên là mình có cà phê mình uống. Và đặc biệt là cái lò ga này nè. Cái lò ga này là để làm cho những người mà đi camping giống vậy nè, nấu ở ngoài trời ha, bất cứ thời tiết nào nha, kể cả gió mạnh luôn. Thường thường mấy cái lò ga ngoài quý vị thấy có mấy cái đồ chặn không, mấy cái đồ chặn lại đừng có gió đó. Cái này nó không có cái đồ chặn luôn. Cái này là nó có những cái lọc gió như thế này nè, nó cản gió, nó lắc gió, gió vô là nó làm sao đó rất là hay, nó chế làm sao đó mà lửa vẫn cháy như thường. Có nghĩa là nó không bao giờ cái lửa này nó tắt, khi mà nó cháy lên rồi đó là nó rất là khó tắt luôn. Cái thiên nhiên mình dội nước vô nó mới tắt thôi, chứ gió cơ nào nó cũng cháy ha. Và cái xe này cũng vậy, cái xe này là kế bên là có ổ điện luôn, ở ngoài nè có ổ điện luôn thấy không, để cho mình có thể mình khi mình cần thiết đó thì mình gắn máy xay cà phê, mình gắn máy xay sinh tố, hay là mình cần thiết bất cứ cái chuyện gì mà mình cần điện ở ngoài đó, có thể mình ngồi đây mình charging laptop rồi, thí dụ như vậy mình ngồi làm việc ngoài trời rất là sướng luôn đúng không. Cuộc đời còn gì nữa. Đó, nó lên kìa, thấy chưa, khói nó lên, thấy chưa, sắp có cà phê uống rồi đó. Nhanh lắm. Thơm vô cùng luôn bà con ơi, thơm vô cùng luôn bà con ơi. Trời ơi, xong rồi nè, nó lên rồi nè. Đó, xong rồi đó, nó nước là xong rồi đó.
nghe hết sôi là xong rồi đó. Nè, cà phê này ngon coi chưa? Tuyệt vời. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy đã chưa? À, đó. Chú cha ơi. Muỗng đường nè, này nó lên. Thơm quá bà con ơi. Sáng sớm mà được ly cà phê như vậy là ôi cha ơi. Còn gì để nói nữa. Đó, cà phê. Nói là mình ngửi cái hương đó thôi là mình tỉnh. À. Oh my god. Nghe tiếng xe đã ha, đang ngừng lại ở ngoài là con highway, đang đi trên đường qua bên National Sequoia Park. Xe hết xăng, không hết xăng, khoảng chừng 1/4 của bình xăng. Mình fill up cho nó chắc ăn ha. Đi giữa rừng núi mà đâu có biết khi nào hết khi nào không, đúng không? Ở nhất là cái xe nữa, cái xe này á, thì cái máy đèn á, cái máy chạy điện á, là nó chạy bằng xăng ha. Thành ra xăng đổ đầy để mình dùng cho máy xe và máy chạy điện. Thành ra lúc nào xăng lúc nào cũng phải đầy. Ba chục ga lông, 98 đồng. Ba chục ga lông 98 đồng.
Cây xăng này cho đổ maximum tới 100 đồng thôi à, tự động nó ngừng. Chưa đầy, chưa đầy mà tới 100 nó ngừng à. Ngộ quá, lần đầu tiên mới thấy nha. Cây xăng này ngộ ghê vậy đó. Ok, vậy là chắc cũng ok rồi. Chính xác là 32 gallon, 32 gallon, 26, 100 đồng. Có rất là nhiều bạn thắc mắc là không biết cái xe này đổ xăng bao nhiêu tiền, thấy nó bự quá đúng không? Cái xe này đổ khoảng chừng 55 gallon xăng, tùy theo thời giá nha. Ví dụ như xăng khoảng chừng 3.5 đồng một gallon á, thì mình đổ đầy bình xăng khoảng chừng 150 cho tới 170-180 gì đó, khoảng đó thôi. Và đặc biệt là cái xe này đó, cái bình xăng của nó không phải là chỉ xài cho cái máy xe không, mà nó xài cho cái máy chạy điện nữa, cái máy phát điện đó. Nhưng mà khi mà cái xe của mình á, xăng nó tụt xuống còn khoảng 1/4 đó, là máy phát điện nó không bao giờ chạy. Lạ không? Để làm gì? Để nó xê cái xăng của mình á, để cho cái xe nó chạy. Tại vì cái xe nó chạy mình mới chạy tới cái chỗ cột xăng mình đổ tiếp. Còn nếu mà cái máy điện nó chạy nguyên một đêm hay chạy cả ngày mà chạy đến hết xăng luôn á, là cái xe mình không còn giọt xăng nào hết, thì coi như mình đét, mình nằm chỗ mình chơi. Hồi nãy Văn Sơn mới ghé chỗ này đổ nè. Thì ở đây là đường đi lên trên Sequoia National Park á. Ở giữa nó có, ở giữa đường nó có cây xăng ở dưới làng mà, ở dưới quê mà. Thành ra nó có một cái setup rất là lạ. Thường thường những cái xăng ở thành phố mình đổ đó, thì nó không có bị giới hạn gì chứ. Còn ở đây á, mình đổ lên tới 100 đồng là tự động nó cắt, nó dứt, nó không cho mình đổ nữa. Ngon không? Weird ha. 17 mai trên đường đèo. Rơi không? Mùa lá vàng, lá rơi, mùa thay lá thì ở California có một số chỗ nó cũng đẹp lắm. Thí dụ như là ở đây chẳng hạn ha. Chỗ nào mà có rừng cây lá nhiều đó thì nó cũng có màu sắc của mùa thu. Thành ra hiện nay chúng ta đang đi trên cái con đường, hai bên là núi đồi, cây đang thay màu lá ha. Cảnh rất là tình tứ luôn.
xung quanh là những cái ranch, những cái trang trại đó, những cái trang trại nó trồng cây trái hoặc là nuôi ngựa, chăn nuôi gia súc. Đây là một những khu đồng quê tiêu biểu của nước Mỹ nha. Giống như Việt Nam mà mình đi về cỡ như là Đồng Tháp, Sa Đéc rồi vậy đó. Này giống như mình vô mấy con đường làng nhỏ nhỏ ở Việt Nam vậy đó. Đường có hai len nè, thấy không? Đường này nó cho chạy có 45 mai maximum. Thành ra Mỹ nó lớn quá đi. Như là California nè, chỉ có một cái California không mà nó như vậy rồi. Mà mình đi tất cả 50 tiểu bang của nước Mỹ á, nó còn nhiều cái nó còn khủng khiếp hơn nữa, nó kinh khủng hơn nữa. Một quyết định quá đúng đắn ha. Nếu mà mình đi máy bay đó thì mình đâu thể nào mình thấy những cảnh đẹp như thế này. Mình đi bằng xe. Đi xe mà phải có tất cả mọi tiện nghi giống như chiếc RV này vậy đó. Rồi cái tà cái mình thấy mình đi. Thấy không, chạy đường đẹp ghê chưa? Vậy thôi là thấy đã rồi. Đang bò. Bò quá trời bò. Chỗ này rất là nguy hiểm luôn đó nha, nó cho chạy có 15 mai một giờ nè, thấy không? Và cái chỗ này nó có cái cua gắt quá nè. Nè, Việt Nam mình kêu bằng cua cù chỏ đó. Đó. Hy vọng là đi vô cái National Park này đẹp nha ha. Chứ đường đi là cực dữ lắm luôn rồi đó. Ồ, mày nó cua hết hồn đi. À. Quá trời ơi đất. Bò lên từ từ. Quá ghê phải không? Đường quá đẹp phải không các bạn? Đẹp kinh khủng lắm á. Mà mình đúng nói là đẹp kinh khủng luôn á. Là tại sao? Tại vì á, mình đang ở trên núi rất cao. Trên những cái núi cao vậy mà nó làm được những con đường gì nó rất là hay rồi. Nhưng mà nó vẫn có những cái cua ngoặt, cua gắt lắm. Giống như là mấy cái cùi chỏ vậy đó. Đó. Cua yêu giật vậy đó. Thành ra mình lái những con đường này á, tuy là nó đẹp nhưng mà mình phải thật là cẩn thận. Nó phải bò từ từ lên. Tại vì xe ở trên xuống, xe ở dưới lên.
Thành ra có nhiều khi ở những con đường như là nó làm những cái vệ đường lấn vô trong để mình né xe với nhau để đỡ nguy hiểm. Không biết các bạn đã không chứ một xin đã lắm, đã vô cùng luôn đó. Đó quẹo đã. Đó tới cua chỏ nè, thấy không? Đó, đã lắm. Đó bên kia là vực thẳm, bên đây là núi, thấy không? Đi những con đường này đẹp mà đẹp vô cùng luôn. Chứ bằng nó đẹp mà đẹp dã man đó, đẹp tàn ác đó. Các bạn nào ha mà muốn thưởng thức mùa thu của California thì ngay vào giờ phút này nè, chúng ta đi vẫn còn nhìn thấy kịp ha, vẫn còn nhìn thấy tất cả mọi thứ kịp. Còn nếu mà chúng ta đi thời gian sau nữa đó thì bước vào mùa đông hết đẹp rồi. Mùa này là mùa đẹp nhất, đang ở khoảng chừng gần cuối mùa thu rồi nha. Chuẩn bị qua đông. Bây giờ bắt đầu mình entrance vô trong cái National Park nè. Cái park này được bắt đầu xây dựng vào khoảng năm 1890 cho tới năm 1990 cho tới năm 2020, có nghĩa là 130 năm rồi. 130 năm trước là cái park này đã được thành lập. Các bạn thấy ghê gớm không? Người Mỹ họ tính kinh khủng không? 130 năm trước là đã có những cái khu vực được gọi là công viên quốc gia đó, và họ giữ cho tới bây giờ luôn, không có làm gì khác hết. Quá hay ha. Thêm một cái nữa là vào đây mới thấy là nội nè, mình tính nội mấy cái đường đi gì thôi, đường mà xe chạy như thế nè, là bao nhiêu công cán, rồi chưa tính bao nhiêu con người làm việc phục vụ trong này nữa ha. Mấy giờ hồi nãy đó, khi mà đi vô trong công viên nè, nó không tính tiền vé mình tưởng là nó free đúng không, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hey, mình đóng thuế mà. Bởi vậy, it's nothing for free man. Không có cái gì free trên đời nữa chứ á. À có. Có một cái
cái đó là tình yêu của mẹ dành cho Vân Sơn là free đó, cái đó free đó. Bà không tính toán gì hết trơn á, bà chỉ giữ tiền mình thôi à, chứ bà tính gì. Chắc cái gấu mẹ sợ rồi, sao nằm nè, nãy đi đường đèo sợ quá. Tại biết không, hồi xưa đó có một lần á, đi đường đèo, có lần cuối cùng đó là leo lên cái đèo 5,000+ feet là cao lắm, mà hai bên cũng vách đá treo leo. Bà thề với nó là không bao giờ em đi đường đèo nữa, không bao giờ nữa, sợ quá. Cái hồi sáng này khi mà rủ đi vô trong công viên quốc gia Sequoia nè, bà có hỏi là đi đèo, đi núi gì cao không? Nó nói không, đâu có đèo núi gì cao đâu, vô rừng mà. Cái chạy hồi, cái chạy ngang cái bảng đề là 6,000 feet, bà phát hiện ra, bà nói trời ơi anh ơi, trời ơi, oh my god, my god, lên 6,000 feet rồi, 6,000 feet rồi, cao quá, cao quá. Sao sáng anh nói là không lên đèo, sao mới nói là anh đâu biết đâu, hồi sáng nói là rừng quốc gia mà, đâu có biết cái rừng này nằm trên núi. Ok. Công viên quốc gia Sequoia tại tiểu bang California được chính phủ Hoa Kỳ thành lập vào ngày 25 tây tháng 9 năm 1890 để bảo vệ cho 1,635 cây số vuông với những địa hình rừng núi hiểm trở, bao gồm cả một vách phù điêu thẳng đứng gần 4,000 mét trên mực nước biển. Công viên nổi tiếng với những cây sequoia khổng lồ, bao gồm cây General Sherman là cây lớn nhất trên trái đất. Cây General Sherman mọc trong khu rừng khổng lồ, nơi có 5 trong số 10 cây lớn nhất trên thế giới. Công viên quốc gia Sequoia được biết đến như một vùng đất của những cây khổng lồ và cao nhất trên thế giới, sống ở giữa những ngọn núi cao chót vót, những hẻm núi sâu hun hút và những bờ đá gồ ghề. 85% diện tích của công viên quốc gia Sequoia là những vùng hoang dã. Để khám phá những khu rừng Sequoia khổng lồ, tốt nhất là đi bộ. Bởi vì chúng ta sẽ cảm thấy rất nhỏ bé khi đi bên cạnh những loài cây đại thụ lớn nhất trên hành tinh này. Hello, chào các bạn thân mến. Hiện tại thì Vân Sơn đang ở trong một cái điểm dừng chân của Sequoia National Park. Và cái điều đặc biệt ở cái điểm dừng chân này đó, ở trước mặt quý vị đó, sau lưng Vân Sơn nè, là một trong những cái khu rừng mà có những cái cây lớn nhất thế giới. Ở đây có hơn 2,100 cây Sequoia, mà cái loại lớn đó, cái thân của nó đó, cái thân của nó, cái đường kính của nó đó là 10 feet, có nghĩa là ít nhất là 3 mét, 3 mét đường kính. Nó bự vậy đó, nó cao dồi dội luôn. Và ở nơi đây đó là một cái nơi tập trung nhiều nhất tất cả những cái loại cây Sequoia trong một khu vực như thế này, rừng như thế này. Nó nằm ở khoảng chừng 5 square mile, ha, rộng 5 square mile, và có hơn 2,100 cây Sequoia, thân của nó chiều ngang hơn 10 feet, có nghĩa là khoảng chừng 3 mét đó, bự như vậy đó. Thành ra nơi đây được mệnh danh là một trong những khu rừng chứa cây Sequoia lớn nhất thế giới luôn. My empty heart walks on and on, it's always lonesome, yeah, not alone. Always trying to feel the void inside. I've tried moving on, forgetting you, but it's hard to replace when it's a part of you. And nothing ever compares to you and me. Oh, I think about you every night. Tell me, what am I supposed to do? 'Cause I feel like nothing without you. I am nothing, oh sweet nothing, without you. Without you. Well, I see you everywhere in all I do. There's always something that reminds me of you. When you call, tears mixed with your scent in my heart falls to the ground.
Các bạn có thấy là chain rewind không? Cái chain rewind này đó hiện nay thì nó xoay ngang vậy nè. Có nghĩa là nó không có mà bắt buộc chúng ta phải mang cái dây xích vô trong cái vỏ xe chúng ta. Khi nào mà đường tuyết xuống hoặc là ice, đường mà đóng băng á, là quãng ngang, là nó kêu bằng chain rewind. Khi mà như vậy thì thứ nhất là mình phải mang dây xích vô bánh xe của mình. Trong xe mình có nha, trong xe mình lúc nào cũng có sợi xích để mình đi những cái chuyện như thế này, phòng hờ những chuyện như thế này. Cái đó không phải là nó bắt buộc mình hay làm khó mình, mà cái đó là safety cho mình, an toàn cho mình, đúng không? Hello? Hello? Đã không? Ok. Lên đường thôi, đi tiếp. Follow Vân Sơn, ok. Trên đường đi đẹp lắm, mùa này đẹp lắm quý vị ơi. Ha. Ngoài phong cảnh đẹp ra ha. Rừng thay lá ha, màu mè đẹp ha. Rồi tuyết rơi hai bên đường nữa. Trời ơi, tao nói. Phải nói là cực phẩm. Đi đường này là kêu bằng không có tốn công sức một chút xíu nào hết trơn á. Không có uổng công chứ, không phải là không có tốn. Tốn công nhưng mà không có uổng công. Hiện tại thì Vân Sơn đang ở điểm dừng chân ở trong cái rừng quốc gia Sequoia. Và nơi đây chúng ta có thể tiếp cận được với những cây Sequoia khổng lồ, những cây Sequoia cổ thụ. Ở đây các bạn biết không, có những cây nó lên tới 3.000 năm tuổi. Có nghĩa là nó sống 3.000 năm trước và sống cho tới bây giờ. Những cây đó là những cây cổ thụ. Thậm chí có những cây nguyên cái xe hơi nó chui qua cái cây luôn. Người ta làm cái lỗ ở giữa, chui qua cái cây luôn. Và hiện tại sau lưng Vân Sơn là một cái cây cổ thụ, hai cây cổ thụ, ba cây cổ thụ và cái rừng cây cổ thụ dài lên bốn kia. Và những cây này những cây gần nhất mà Vân Sơn nghĩ là những cây này nó có thể lên tới cả ngàn năm tuổi chứ không ít. Coi cái thân của nó kìa, cái thân của nó là 3 mét, cái thân này phải 5 mét, cái thân này á, cái gốc đó nó chiều ngang phải 5 mét, còn nó cao rồi bọn ấy luôn ha. Cái này là mấy chục người ôm mới hết cái gốc nó chứ là sao ôm được này, khủng khiếp chưa. Đó. Ui trời. Mình rờ nó ha, mình rờ nó để mình lấy cái lọc, không phải lấy cái lọc mà lấy cái thọ của nó. Người ta là phúc lọc thọ gì. Cái này là thọ nè, đó. Nó sống cả ngàn năm tuổi thì mình rờ nó, mình rờ nó một cái như nè. Mình bằng 1 phần 10 nó thôi, 100 tuổi thôi. Ok rồi, đúng không? Cái cây này quá trời chưa. Trời ơi, cao rồi trời kìa. Quá trời quá đất ơi nè. Quá bự luôn các bạn ơi. Sequoia National Park. Nó đẹp vô cùng luôn ha.
lần đầu tiên mà tiếp cận được những cái cây sequoia nó bự như vậy. Và khi mình nghe tới sequoia đó là mình liên tưởng ngay tới một cái từ của thổ dân da đỏ, đúng không? Một cái tên gì đó của thổ dân da đỏ, sequoia, sequoia. Ồ, Giang dữ ta, sequoia. Đó, nghe Giang không? Nghe Giang không? À, chỗ này mình xả stress được nè. Ha, ở nhà mình đâu có dám lớn tiếng. Lớn tiếng nhiều khi gấu mẹ rầy sao? Ha, không dám lớn tiếng. Ra đây mình lớn tiếng được nè. Sequoia. Đó, ngon chưa? Sequoia. Đã chưa? Lớn tiếng chưa? Má ơi, quên nữa. Ở California gấu nhiều lắm chứ, nhìn ra chạy lẹ. Đang chạy xuống núi từ ở Sequoia National Park ra mà phải dừng lại, bởi vì fall in love ở đây nó đẹp quá, nó đẹp quá đẹp luôn ha. Cái giờ này đó là những cái tay mà làm phim ảnh hay là chụp hình rồi đó, gọi nó là golden time. Ánh sáng nó đẹp lắm, ánh sáng nó đẹp lắm, mặt trời nó vừa xuống vừa lặn đó, cái giờ lặn của mặt trời là cái giờ ánh sáng đẹp nhất. Và ánh sáng này không phải là quay người ta đẹp không, mà quay cái gì cũng đẹp hết trơn. Các bạn coi nè, rừng cây thay lá thấy không, rồi bên kia là xa xa là ngọn núi bên kia chìm trong sương mù. Đây, con đường đi tiếp tục. Và đặc biệt là ui trời ơi, mặt trăng lên nữa nè, đất trời giao hợp đúng không. Giờ này là giờ của bằng cái thời khắc trời đất giao hợp nè, đẹp quá trời đẹp luôn.
Tối hôm qua đó, khi mà Vân Sơn ghé vô trong cái RV park này đó, thì trời đã tối rồi. Mình không biết cái quang cảnh của cái park này nó như thế nào. Lần đầu tiên Vân Sơn tới luôn. Đây là kêu bằng cái Sequoia Ranch RV park ha. Nơi đây đó chỉ là một cái park để cho xe RV nó vào nó đậu ở đây. Tại vì ở đây cách Sequoia National Park khoảng chừng 10-15 phút. Thì những cái người mà đi tourist á, người ta đậu xe ở đây, rồi sáng người ta bắt đầu người ta đi vô trong park người ta chơi. Rồi chiều tối về ngủ ở đây. Tại cái park nó lớn lắm, có nhiều người người ta vào đó người ta chơi cả 3-4 ngày luôn. Thì hôm nay sáng hôm nay dậy, đi một vòng, đi quay phim, chụp hình mới thấy cái park này nó đẹp vô cùng. Và sướng vô cùng luôn. Ví dụ như quý vị thấy không, Vân Sơn đang ở rất là gần với thiên nhiên. Rất là gần với thiên nhiên ở đây luôn. Vân Sơn nghĩ rằng không có cái khách sạn nào mà mình có thể mình ở được nó giống vậy trơn á. Nè, phía sau lưng là một con sông nhỏ nhỏ ha. Kế bên đó là một cánh rừng. Rồi ở sau đó là bắt đầu là núi cao ha. Tất cả mọi thứ thiên nhiên nó gần gũi với mình vậy nè. Ngồi ở đây mà lá nó rụng xuống. Đẹp vô cùng luôn. Hồi xưa giờ đó đi hát không à. Không có bao giờ mà được thưởng thức những cái cảnh thiên nhiên nó đẹp như thế này. Tại vì đi hát là máy bay tới nơi, bầu xô đón, đưa về khách sạn, sau đó đưa đi ăn, đi uống, tối đưa vô rạp hát, rồi đưa về khách sạn ngủ, sáng mai ra sân bay, đi về, hết. Ha. Lần đầu tiên Vân Sơn mới có một cái thời gian mà nó tận hưởng như thế này. Mình kêu bằng tận hưởng thời gian đó. Có nghĩa là mình sống thật chậm, thật nhẹ nhàng, không có cái gì mà hối hả, không có cái gì mà rush á. Không, sướng không? Nhìn thấy đã không? Vô đây rồi đó thì không còn nhớ tới vấn đề gì ở bên ngoài. Nó đang sao động cả thế giới, nó tùm lum chuyện. Kể cả con dịch vật quên luôn ngày hôm qua tới nay. Không có thèm nhớ tới nó nữa, không có nhớ gì hết á. Chỉ có tận hưởng cảnh đẹp như thế này thôi. Sướng không? Sướng không? Đó rồi kìa, lá rơi kìa. Đó, thành ra tất cả quý vị nào ha, chúng ta có cái cơ hội, có điều kiện, có thời gian, nên lắm có một phương tiện như thế này để mình đi tận hưởng tất cả những cái thiên nhiên đã ưu đãi cho con người, đã tạo ra như thế này. Còn chờ gì nữa mà không subscriber ngay bây giờ. Ok. Hồi xưa giờ là nướng bao nhiêu miếng steak rồi ha, mà chưa bao giờ nướng trong cái hoàn cảnh mà nó romantic như vậy. Không khí thì trong lành ha, phong cảnh thì quá đẹp luôn. Steak thì ngon ha, hai miếng steak rất là ngon luôn. Hai cái này không phải là ribeye mà cái này là New York steak. Muối lên, tiêu lên, ok, muối lên. Tiêu lên. Rồi. Lửa lên. Ngon lành ha. Dầu vô. Hy vọng là bữa nay hai miếng steak này nó sẽ ngon. Bởi vì nó nằm ở trong cái không khí này mà nó không ngon nữa thì thôi ha. Đó, ngon lành luôn. Lửa tốt quá, cái lò này lửa tốt quá, lửa mạnh quá luôn. Tỏi này ha, cắt làm hai. Mình cầm butter nè. Đó, con kia. Perfect.
Hứa hẹn là ngon. Bơ đời vô. Quá ngon ha. Thịt nó vàng, nó thơm, nó ngon vô cùng. Ok, để đây. Nằm nghỉ đây đi con. Đó. Ok, nằm nghỉ đây. Ok. Nướng bằng tay. Nướng bằng tay nha các bạn. Chút muối vô. Tiêu vô. Măng tây là không cần nướng chín nha. Năng tây, măng tây là mình sơ sơ thôi là mình ăn được rồi. Măng tây ăn sống còn được mà, ngon lắm. Rồi, xong măng tây. Sẽ đổ bớt dầu, bớt bơ vô đây. Dạ, nướng bánh mì. Oh yes, mình sẽ nướng bánh mì rồi mình ăn. Bánh mì xong, tất cả mọi thứ xong, bài ra dĩa thôi, ok? With you the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. 'Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day was spent apart. I wanna be with you. Look good, không? Beautiful phải không? Chẳng những nhìn nó đẹp mà ăn nó ngon nữa. Ừ.
sau khi mình decorate nó đàng đẹp đàng hoàng không, mình ngồi ăn trong cái khung cảnh nó so romantic. Xung quanh là cây cối ha, rồi cảnh đẹp ha, rồi người đẹp ha. Đợt này chắc có lẽ phải lên đây làm đám cưới lại quá. Anh nghĩ là trong những khung cảnh như thế này á, em hiền nhất đêm nay. Bữa nay hết là gấu rồi, bữa nay là mèo ha. Thôi ok rồi, để anh lấy cho em nha. Thương quá à. Đó, miếng này ngon này. Thấy chưa, nó vừa chín tới luôn này, thấy không? Cái này là kêu bằng gì? Cái này là medium rare này. Thấy chưa, ngon không? Trời ơi, chắc một miếng nó hơi bự, tại sáng giờ đi tới bụng quá. Một miếng bự á, mình nhai nó không kỹ, mình nuốt vội nó không ngon. Nhưng còn miếng nhai nó kỹ, khi mình nhai á, nước sút nó tuôn ra, mặn của muối, béo của bơ, thơm ngon của miếng thịt bò. Cái miếng thịt bò này á, không có mắc tiền đâu. Khi mua trong chợ nó không mắc tiền, nhưng mà khi nó ra tới đây nè, nó ra tới bàn này, khi mà nó ra tới bàn này nè, nó rất là mắc tiền luôn ha. Tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc mới ra được tới đây. Đó, miếng thịt bò ngon chưa, miếng thịt bò nè, trời ơi nó perfect, nó ngon vô cùng luôn ha. Đó, chắc nó ra đó, coi nè, coi miếng thịt bò nè, thấy chưa, thì đã rồi chưa. Hồi nãy mình cắt nó hơi bự, nó hơi vội ha. Giờ mình ăn với lại thịt bò mình nướng với muối, với tiêu, với chút bơ thôi. Nó vẫn thơm, vẫn ngon. Nhưng mà đợt này đó, mình muốn tăng thêm chút hương vị đó. Mình chấm machi nha. Machi mà để thêm cái ớt mà ớt ở vườn Vân Sơn, ớt vườn nhà đó, trồng với mình mang theo, để tủ lạnh, đông đá mang theo. Đó, coi nè. Trời ơi, cái ớt này ha, trồng với cái machi này ha, nó cay, nó thơm, nó nồng lên. Đó, coi nè. Ngon quá. Còn măng này nè, các bạn nhớ không, hồi nãy á, để vô chút xíu à, để vô khoảng chừng 1 phút à, chứ thiệt ra cái măng tây này ăn sống còn được mà. Ngon chưa? Và cuối cùng tinh bột. Bánh mì nướng. Bánh mì nướng chảo. Bánh mì nướng chảo bơ. Không, này hay gì đút vô lò nướng này, cái chảo nướng steak xong thảy lên mì là nướng luôn. Trời ơi. Nó thơm. Nó thơm, nó ngon. Bảo đảm. Chấm miếng xì dầu đi. Ngon lắm. Không có một cái nhà hàng nào mà tuyệt vời như là bây giờ. Đã từng ăn bao nhiêu buổi ăn steak ở nhà hàng 5 sao, kể cả đi Nhật ăn bò Wagyu, bò Kobe, nó cũng không có cái cảm giác nó ngon mà nó đã như vậy. Ngon không? Ngon phải không? Ngon không, thử nha anh. Cùng đi cái đi. Đủ chát nhưng nó ngon quá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình của Vân Sơn cho đến giờ phút này. Một lần nữa, các bạn nào chưa có subscribe kênh của Vân Sơn, nhớ subscribe, like và follow Vân Sơn, để chúng ta cùng nhau đi khám phá nước Mỹ. Chúng ta cùng nhau có những phong cảnh như thế này. Ok, I love you. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real.
My heart is on the table, cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feels so good, so good. When I wake up in the morning and I see your face, I'm becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do.